quận 7 là một nơi rất là đáng sống, nhưng mà đáng sống hơn là khu dân cư Tân Quy Đông, bởi vì khu dân cư này được gọi là bao phủ rất là nhiều công viên cây xanh và đặc biệt là ba mặt giáp sông nên cực kỳ thoáng mát. Thì để tìm hiểu về khu dân cư Tân Quy Đông, để tiền gọi là xây nhà ở và định cư tại nơi đây, và mọi người cùng với Phước Sửu đi tìm hiểu nhé. Rồi, Phước Sửu cùng với cả nhà mình đi tìm hiểu khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7 ha. Tại đây thì có hơn 500 hộ dân đang gọi là sinh sống và làm việc tại khu dân cư Tân Quy Đông. Khu dân cư Tân Quy Đông thì có mặt tiền là đường Nguyễn Hữu Thọ và còn ba mặt còn lại là giáp sông, nên nó là rất là thoáng mát. Và như mọi người nhìn thấy thì khu dân cư Tân Quy Đông này là có rất là nhiều cây xanh, và nhìn qua phía bên kia là Phú Mỹ Hưng, và dọc theo hai bờ sông là một trong những cái công viên rất là mát mẻ, cũng là lá phổi của quận 7. Khu dân cư Tân Quy Đông có khoảng 19 hecta và trong đó bao gồm rất là nhiều nhà phố nè, shop house nè và những căn biệt thự đơn lập, song lập nằm sát bờ sông. Tiện ích nội khu và ngoại khu của khu dân cư Tân Quy Đông thì hiện tại ở đây có rất là nhiều trường học, có trường học Đinh Bộ Lĩnh nè, trường học Nguyễn Thị Thập và rất là nhiều cái cửa hàng mua sắm bách hóa xanh và những cái siêu thị GS25 tại khu dân cư Tân Quy Đông luôn. Một vị trí của khu dân cư Tân Quy Đông này rất là thuận tiện, từ cái vị trí này thì chỉ khoảng 50 đến 100 mét là tất cả các cư dân ở đây. Thì ra trục chính của đường Nguyễn Thị Thập là một cung đường mua bán rất là sầm uất tại quận 7 và kết nối đến đường Nguyễn Hữu Thọ đi cầu Kinh Tẻ qua quận 4 và quận 1 khoảng 1 cây số, qua đại lộ Nguyễn Văn Linh đến trung tâm quận 7 khu đô thị Phú Mỹ Hưng tầm khoảng 2 cây số. Khu dân cư Tân Quy Đông quận 7 thì rất là gần nhiều bệnh viện như là bệnh viện Pháp Việt nè, bệnh viện Trung Tâm Đức nè, bệnh viện quận 7 nè, và rất là gần Đại học Quốc tế Remit, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Đại học Tài chính Marketing và rất là nhiều trường đại học quốc tế cấp 1, 2, 3 cận kề Phú Mỹ Hưng. Một khu dân cư rất là đẹp và hệ thống an ninh gọi là 24/24, được tất cả những cái camera và những cái chốt bảo vệ 24/24 làm cho quý khách rất là yên tâm khi mà mình sở hữu và ở tại cái khu dân cư Tân Quy Đông.